Đây có lẽ là cô bé đáng yêu nhất hành tinh. Còn đây có lẽ là chú gấu hở tí là quẫu. Trông thì cũng có vẻ ok đấy. Với sự kết hợp này thì đừng nói là mấy cái bọn trẻ con đến bố mẹ chúng nó còn phải ngồi ngẩn cả người ra mà xem ấy chứ. Thế nhưng ngày hôm nay tôi mà kể cho các ông các bà sự thật rùng rợn đằng sau bộ phim hoạt hình Cute Phô Mai Que này thì khéo khối người lại nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt rồi lại cấm tiệt bọn trẻ con xem bộ phim hoạt hình này. Đã ai từng tò mò tại sao một cô bé đáng yêu như vậy lại sống cùng một con gấu to lù lù trong rừng như thế này chưa? Nghe qua cái tiêu đề ngày hôm nay thì tôi cá rằng nhiều người cũng đoán được phần nào rồi nhỉ. Masa là ai? Nếu ở Việt Nam có cô bé quàng khăn đỏ chơi với sói, thì cô bé quàng khăn hồng Masa ở Nga cũng lạ lắm. 3 tuổi con nhà người ta vẫn đang còn hơi sữa mẹ, thì bà cô trẻ luôn đi bộ trong rừng, cưỡi voi, vặt cổ hươu, sờ râu hổ, giao du kết băng đảng với các loài động vật, đặc biệt là ăn ngủ luôn với bear. Sở hữu trí thông minh kết hợp sự nhanh nhẹn, băng báo chúa do cô điều hành càng ngày càng phát triển một cách ăn hại. Vụng về nhưng lại rất tốt bụng, giống như các cụ đã có câu ngu dốt cộng với nhiệt tình thì chỉ có thành phá hoại, cô bé luôn luôn gặp rắc rối. 2. Chú gấu xiếc là ai? Gấu xiếc là bạn thân của Masa, là cánh tay phải của cô trong băng báo chúa. Mặc dù sở hữu sự nghiêm túc và điềm tĩnh như một người cha, nhưng báo gấu cha này nhờ học lỏm được mấy trò nhào lộn và biểu diễn sau khi làm việc ở rạp xiếc, nên đã kết hợp với báo con Masa tạo ra vô số những rắc rối. Gấu xiếc muốn tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng, muốn sống một cách lâu kỳ, hàng ngày trồng rau nuôi cá trong rừng sâu, nhưng mọi thứ lại bị Masa phá vỡ. Mặc dù rất ngứa mắt về những trò đùa của cô bé, nhiều lần thốt lên, "Ê Masa, mày làm bạn với tao hơi lâu rồi đấy." Nhưng mỗi lần xa Masa lại thấy nhớ, ngẫm ra câu, "Có không giữ mất đừng tìm." Nên Masa và gấu xiếc bên nhau quấn quýt không rời. Masa và gấu xiếc dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời, cô bé 3 tuổi chính là nạn nhân của con gấu khổng lồ. Nếu như đây là bộ phim hoạt hình được phụ huynh toàn thế giới săn đón để dụ bọn trẻ con ăn cơm bớt lè nhè, thì đây lại là nỗi đau kinh hoàng của gia đình cô bé Masa 3 tuổi ngoài đời thật. Cả trong phim cũng như ngoài đời, Masa vô cùng tinh nghịch, cô không có ai chơi cùng. Và duy nhất bạn thân mà cô có là một chú gấu. Bạn suy nghĩ mà xem, đứa trẻ lên 3 làm sao lại giao du được với động vật hoang dã và hung dữ. Tình bạn này nó lạ lẫm và khác biệt quá. Và sự thật về mối quan hệ này đã được chúng tôi tìm hiểu. Đúng như suy đoán, nhân vật Masa được chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Cô bé 3 tuổi sống hạnh phúc êm đềm cùng bố mẹ, cho đến một ngày tai họa kinh hoàng xảy ra. Thành phố nơi Masa sống đón chào một đoàn xiếc lưu động về. Lẽ thường tình, đứa trẻ nào mà chả thích thú với những màn biểu diễn hay ho lạ lẫm này. Masa đã gieo hò phấn khích khi bố mẹ đồng ý đưa cô bé đến xem. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô bé tinh nghịch ấy đã lẻn đến chuồng gấu, nơi con vật hoang dã đó bị nhốt cùng với sự căm phẫn vì bị bóc lột sức lao động quá lâu. Ngay lập tức, Masa thành bữa ăn của con gấu, bị nó hành hạ đến qua đời. Cha mẹ cô bé, những người cảm thấy tội lỗi, dây dứt và buồn bã, cuối cùng trở nên chán nản, sự ám ảnh khiến họ qua đời không lâu sau đó. Vì câu chuyện đau lòng này, nhân vật Masa đã được xây dựng làm phim hoạt hình. Bản thân bộ phim Masa and the Bear được thực hiện để tưởng nhớ hình bóng của Masa ngoài đời thực. Bên cạnh những sự thật về Masa và chú gấu ở trên, còn có những phiên bản khác của câu chuyện này. Có người cho rằng, bộ truyện Masa và chú gấu là hình thức chuyển thể từ một câu chuyện dân gian có nguồn gốc từ Nga. Trong câu chuyện dân gian này, một cô gái tên Masa sống với ông bà của mình. Và rồi cũng có cái kết thảm khi mải ham chơi trong khu rừng. Đến nay, sự thật về cái chết của Masa vẫn là sự ám ảnh kinh hoàng với nhiều người, cũng là một ẩn số chưa có lời đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Cùng theo chân chúng tôi khám phá những câu chuyện bí ẩn tiếp theo nhé!